Prefer có nghĩa là thích hơn. Và đôi khi chúng ta lại cảm thấy bị confused, là cảm thấy bị bối rối trong quá trình sử dụng. Ok, thì trong video này sẽ giúp mọi người nhé, phân biệt một phát ra luôn. Ok, thì ví dụ mọi người thích cái này hơn tất cả những thứ khác, thích cái này hơn tất cả những thứ khác, thì mọi người nói là I prefer cái điều này thôi là được rồi. Ok, ví dụ người ta sẽ hỏi các bạn, hey, what do you like to drink? Em thích uống gì ạ? Là muốn cái gì? Phải không? Thì chúng ta có thể nói là oh, I prefer tea. Là xong là được rồi, mọi người chỉ nói cần nói I prefer tea. Thích một điều đó hơn những cái thứ khác thôi, I prefer tea. Được không? Còn nếu mà mình muốn so sánh là ăn thích cái này hơn cái kia kìa, mà cái kia cái cụ thể nha, là hơn một cái kia kìa, thì mọi người sẽ dùng là oh, I prefer tea to coffee. Có từ to chính giữa ha, và coffee. Hoặc là mọi người có thể sử dụng là oh, I prefer tea over coffee. Ok, thì đó là cách mọi người sử dụng tại nhà. Đôi khi mọi người có thể sử dụng là ông tôi thích làm cái này, thì mọi người có thể sử dụng là oh, I prefer reading books. Ok, I prefer swimming, I prefer hanging out with my friend, or I prefer drinking beer. Ok, mọi người nhớ nha, đó chính là thích cái điều này hơn những cái điều kia, hơn những cái điều kia ha, thì mọi người sử dụng là oh, I prefer cái điều này. Xong, hai là tôi thích cái này hơn cái kia, mà cái kia là có cái cụ thể đó nha. Ok, ví dụ như là cà phê và trà thì là oh, I prefer tea to coffee, hoặc là I prefer tea over coffee. Ok, và nếu mọi người nói là tôi thích làm cái này hơn, thì mọi người sử dụng là động từ thế mình. Oh, I prefer drinking beer, tôi thích uống bia hơn. Hoặc là I prefer hanging out with my friends, là tôi thích đi ra ngoài chơi với bạn. Ok, rồi đó là cách mà các bạn có thể sử dụng từ prefer. Thế các bạn hãy cho Uy ba cái ví dụ, được không? Ba cái ví dụ sử dụng cái câu trúc prefer này. Ok, và hãy ghi xuống trong notebook nha. Uy sẽ check nó vào cuối tuần. And I'll see you next time, my friend.